Đây là 4 bước bán hàng đỉnh cao để giúp cho các anh chị bán được bất cứ những cái sản phẩm hay dịch vụ gì. Biết, biết, thích, thích, tin, tin, mua, mua. Đây là một chuỗi những cái hành trình và các anh chị cần phải tuân thủ theo thứ tự của nó. Để khách hàng biết đến các anh chị thì các anh chị cần phải xuất hiện ở nhiều nơi, những cái nơi mà khách hàng các anh chị thường xuyên lui tới, cả online lẫn offline. Và để khách hàng thích chúng ta thì chúng ta cần phải trao đi thật nhiều giá trị của mình để giúp đỡ được khách hàng giải quyết được những cái vấn đề, những cái khó khăn của họ trong cuộc sống lẫn trong công việc. Bởi bán hàng là giúp đỡ khách hàng. Và thông qua một cái chuỗi những cái giá trị mà chúng ta trao đi để giúp đỡ khách hàng như vậy thì họ sẽ chuyển từ trạng thái thích sang tin tưởng chúng ta. Và khi mua hàng thì họ sẽ tự động mua mà không cần chúng ta phải chào bán, không cần chúng ta phải chèo kéo. Và nếu các anh chị đi ngược với cái quy trình này thì việc bán hàng các anh chị sẽ trở nên vô cùng khó khăn và vô cùng vất vả, và cái tỷ lệ thành công thì nó vô cùng thấp. Và có rất là nhiều người đã vội vàng bán hàng ở cái giai đoạn đầu tiên khi mà khách hàng mới biết tới họ, bởi vì họ chỉ mới biết thôi, họ chưa thực sự thích, họ chưa tin tưởng, cho nên họ ra quyết định mua thì đối với họ vô cùng khó khăn. Họ chỉ vào, họ chỉ hỏi về giá, họ chỉ hỏi về những cái thông tin về sản phẩm hay dịch vụ của các anh chị mà họ không ra quyết định mua, bởi vì họ sợ bị hớ, họ sợ bị lừa. Vậy nên các anh chị đang kinh doanh cái sản phẩm hay dịch vụ gì thì hãy để lại ngành nghề các anh chị ở phần bình luận. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi kỹ hơn về từng ngành nghề với những cái video tiếp theo. Các anh chị thấy nội dung video này hữu ích và có giá trị thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ cái video này. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những cái video tiếp theo.